Giả sử những cây mà bị bệnh vậy là dốt, nó đã bắt đầu á, khi mà lên dây giả sử 3 dây đúng không, thì mình cho nó ở đây 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 thôi, cho tập trung đây thôi, Tập trung 3 giây tập một trung 3 chỗ. dây thôi, Đúng rồi. nó lại sử như mà có bệnh đằng kia chăng nữa cho bệnh vô đó thôi, nó bông mình quản lý được. Giả sử như mình hái đây hái đây hái không nổi phải không, còn đây không bỏ cũng được nữa, không thành vấn đề. Chủ yếu là ví dụ thương địch nó, mấy con thương địch thường lại là nó chích mấy dây này không à, còn mấy dây này không thích cái bên đó bị đâu, nó mà nó bị cái này. Còn giả sử như người ta trồng cái lưới rào gà đó, cái này lên nó bò thênh thang hết, thật sự cái một dây mà nó bò hết vườn nó trời chết rồi, cái vườn của tôi là nó bị hết vườn rồi, cái mua thuốc xịt 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 hoài riết xịt mấy cây này ảnh hưởng luôn, nó thường là bị như vậy đó. Ta trồng ta không biết bị trời, đây nó bò dưới ta đông rồi, tao cái dây này thấy ghê trời, nó mạnh. Tới tháng 7 này bắt đầu là gì dốt hốt đó, tháng 7 lên hốt, tháng 7 lên đèn á, dạ, vô đen hái từ từ rồi đó. Nay tháng 3 được không, 3 4 5 6 7 tới đó hái cử chắc cỡ 10 kg rồi đó, dạ cử hái 10 kg tới đó, dạ được cử 10 kg á. Tại vì Nhật với cử 10 kg rồi. Hai công cử 10 kg rồi đó. Ê, hai có hai công là cử mà chủ nhật trồng bao nhiêu cây? Hai à, công nó như trồng là 200 cây à. Có 200 hả? 200 mà nó hái cử 10 kg rồi đó. Ủa gì hai công ổng trồng chỉ là mét mấy luôn hả? Nó trồng 7 tấn cây. Hai công đất mà có 200 cây. Ừ. Nó trồng 7 tấn cây đó. Dạ nó trồng dưới đó mà vẫn bông bình thường, nó trồng 7 tấn cây mà bông vẫn bình thường, vẫn thấy bình thường, bông bự giờ nó đâm quá trời luôn, nó chuẩn bị lên mười mấy chục ký luôn á. Thấy bông không đẹp dữ chứ. Dạ tối đăng, dạ tại mấy nay con làm chùa, con làm chùa không mà. Dạ, đi làm chùa mình đi làm mình có tiền á mình bỏ ra. À, rồi vụ mà anh em chị em nào mà có tiền cái đầu mình bỏ tiền vô chung với mình á, con bỏ công vụ thiếu gì, nói chung là mình làm công tác xã hội thôi, nói chung là mấy cái chùa nào cổ cổ quá không ai làm thì mình làm. Chùa Dạ nhiều nhiều lắm. Dạ dạ thôi con làm có nước uống, làm với ông kia ông thầy kia ông không trả tiền con, làm mấy ngày không trả tiền. Gốc con gốc cầu đài mà, gốc con gốc cầu đài Tòa Thánh mà, thì cái khu của mình ở dây ở đây là khu khu dưới là khu cầu đài mà, cầu đài Tòa Thánh Tây Ninh bà cố con cầu cầu đài gốc mà, bà ngoại cũng cầu đài mà. Nè thấy nè đâu lá nào. Lá không bị, cây nào không bị bệnh là bị bệnh nè, không là đây nãy giờ mấy mấy cây sẽ bị con cây nè, bị con cây nè. Đó, bị con cây nó, nhưng mà lên đây khắc phục lại, khắc phục lại, khắc phục lại và dạ, khắc phục lại, nhưng mà cái nhưng mà bông bông thì nó không đạt được, cái này chắc cú nó chỉ được 7 phần thôi đó. Ví dụ sau này mà bị chỗ mấy cây này mình phát hiện được á, nó từ nhỏ vậy á, đi dây cho nó sát lại, giả sử như mày mà có bệnh thì cho mày một chỗ thôi, không cho một tứ mày tung. thôi, một mày thôi hả? Dạ, với lại phân bón cũng hạn chế cho nó lại, Ủa sao ngộ vậy hả? mình hạn chế không bò để cho mấy cây này nó phát triển để mình ăn. Không có, tại Út nghĩ là nó bị bệnh vậy thì mình phải đi cho nó phân bón cho nó À, nhiều để cho nó lướt qua chứ. khi mà cây nó lớn rồi á, đang ăn bông á, còn thời điểm này không có được, nói thời điểm này giả sử như gì bỏ cũng được nó không sao hết, nhưng mà khi mà tới ăn bông rồi á, mình xem tình hình, giả sử như bông nó mà ăn được đó đẹp á thì mình phân cho lướt luôn, còn nếu như mình cảm thấy mà mình vô phân nhiều rồi mà cái bông nó không đẹp á thì mình sẽ giảm xuống, nó mình sẽ giảm xuống, và đôi khi mà mình tỉa cho 2 3 dây kịch kịch mình chừa đoạn dây để nuôi sống nó, để cho nó có sức nó bắn bông bự ra,
Còn nếu mà để nhiều chèo quá bông nó mấy bị cái, thua. Mấy dây sau này nè, cái dây này, cái dây này sau này nó không bị nè. Dạ. Dạ thì nó bắn lên nó vượt qua, nó mạnh nó vượt qua đó. Nó mạnh nó vượt qua. Nhưng mà mình phải coi mặt bông mới được. Còn mặt bông là đẹp chắc cú rồi đó. Nha, bò tới đâu là không không bị nữa ha. Cái bà chị sáu thở đó, đã xuống qua thấy bông mừng nó mê lắm. Dạ, nói chung là được cái thành quả như này là tốt rồi. Cái dây trắng này cũng khó đứt lắm hả Dũng? Khó đứt lắm, dạ, nó kẹp theo dây này nó chắc cú. Không, cây nào không bị là không bị. Cái nào bị là bị. Nó còn nhiều người nói ủa sao trồng nó bị sao mà cho không cái nào không bị, nó phải có một cây bị mới được. Phải có một cây bị mới được. Trồng trong nhà kính còn bị mà. Dạ, cỡ nào cũng vậy. Trời ơi, bông nó ghê trời, nó mạnh. Nhưng mà nói thôi, cây này bỏ trĩ vào bông cũng được. Nhắc hết. Đã ghê. Nè, ở dưới đây nè, không có nè, đúng không? Lên bị nè. Lên bị nè, lên bị nè, lên bị nè. Nó khắc phục lại nè, cái này, hết nè. Nó sinh dần. Cái vườn này có gì tư gì Úc là tương đương với lại thằng gần tương đương với lại thằng Nhật á. Thằng Nhật đó nó chăm sóc ghê lắm. Câu tối mà nó còn ngậu tới nước mà. Đó là gì? Với là gần đó có anh đang trồng bốn công nữa. Tôi trồng bộ quốc mà tôi đi tôi hỏi giá nó nhiêu tôi đem xuống, cái bắt đầu nó nói là 10.000, tôi đem xuống nó mua tôi có 4.000. Mà vậy lỡ đem xuống rồi sao giờ cắn lưỡi luôn. Ở đây mình thuộc xã gì Dốt quên rồi. Long Thạnh ấp 2 xã Mỹ Thạnh ấp thừa. Ấp 2 xã Mỹ Thạnh huyện Thủ Thừa. Quý bà con cô bác nào muốn biết kỹ thuật bông thiên lý thì cứ tìm Dốt ở đây. Ở đây mình gần xã nào, gần ngay xã Long Thạnh luôn ha. Long Thạnh lên nữa. Long Thạnh. Mỹ Lạc. À, cứ chạy xuống ngay chào Dầm Thủ, chạy xuống là gặp vườn thiên lý liền. Ngay Dầm Thủ chạy xuống. Xuống cầu Dầm Thủ chạy xuống 2 cây số là gặp cái vườn của Dục liền. Quý bà con nào muốn trồng tham khảo là biết cái chỗ sửa xe tiến nè. Dạ sửa xe tiến nè. Tham khảo trồng tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nó tại cầu Dầm Thủ. Mình trồng, giả sử đất mình ít, mình trồng chừng vài chục cây, mình có thể mình sống qua ngày được. Hái vài ba ký. Có cái ông kia, ông trồng có 10 gốc mà ông hái, một cửa hái 3 ngày, vậy là ông hái được 5 ký luôn á. Dạ. À, còn nếu mà trồng ít nhất là hái được 2 ký. Thì 2 ký, giả sử mình đơn giản ra chợ nhỏ, mình bán được 100.000 rồi. 2 ký 100 rồi. Dạ. Dạ, thiếu gì? Dạ, nó thiếu gì? Ở dưới đây, dưới rạp đám cưới ở dưới ngay chỗ cầu Bà Mía nè. Có em con đó là cho thuê rạp củ ly á. Thằng đó em con bằng củ ly nổi tiếng đó mà. Nó thằng đó em nó em con đó thằng cao cao đen đen á, bà mẹ nó bà tên Loan á. Em con mà. Nó trời ơi, cu ly nó em con nè. Nó kêu con anh. Nó nói bà con đây đầy mà. Cái cây đó chết mà nó cũng còn vẫn còn xanh đó chú Kiếm đó. Nè, nó chết hả? Nè lên nè. Nè nó chết nè.
Này, cái giống của con đưa xuống cái này nè, ta chửi quá, ta chửi luôn. Nó trời ơi sao tôi ghê nè, em đâm lên nè. Nó quá chết, nó còn cái mắt là chết à.